Hello các bạn ơi, ở đây là phà Vàm Cống nha các bạn. Chuyến phà Vàm Cống hôm nay mình đi, mình cũng không biết mình còn cơ hội đi lần thứ hai nữa hay không, bởi vì chắc có lẽ là lâu lắm mình mới đi xuống đây. Nhưng mà lần sau đi chắc có lẽ là đi cầu hết các bạn ha. Cầu Vàm Cống xa xa kìa, nhìn thấy mờ mờ đó. Còn chuyến phà Vàm Cống này thì mình không biết là sau này khi cầu thông rồi thì phà có còn chạy nữa hay không. Nhưng mà nếu mình có dịp đi lần sau thì tất nhiên là phải đi cầu rồi. Đó, đây là chuyến phà cuối cùng của mình nghi là vậy. Vì mình không nghĩ rằng một thời gian ngắn nữa, ít nhất cũng vài tháng nữa thì cầu này sẽ thông. Đó. Quay lại kỷ niệm nha các bạn ha. Đây, chiếc phà đang từ từ rời bến. Và cũng có một chiếc cũng đang chuẩn bị cập bến luôn. Đây. Quay cảnh phà tàu rời bến nó cũng hay hay lắm á. Mọi người cũng như chúng ta cũng đi chuyến phà này, lưu lại ký ức những gì nơi mà mình đã qua. Hồi nãy thì mình quay cầu Cao Lãnh nhưng mà mình không có dịp quay cầu Vàm Cống vì cầu Vàm Cống làm chưa xong. À, nhìn rất đẹp bạn ha, kỷ niệm lắm. Mình đi An Giang chuyến này thì lâu lắm mình mới đi nữa. Bây giờ mình lia ra đằng sau, mình quay tiếp tục ở đằng trước nha các bạn. Trên bon phà thì không có ai ngồi đó. Nay phà này rất ít người, dưới 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 khoang phà thì xe nhiều nhưng mà người ngồi trên phà ít. Đây là mình ra đằng trước mũi phà ha. Bây giờ cái mũi phà nó đang tiến hành đi từ từ đến thành phố Long Xuyên. Bên tả ngạn thì bên phía hướng Đồng Tháp, và bên tay bên hữu ngạn thì hướng Long Xuyên các bạn ha. Đó, ở đây chúng ta ngó thấy hình như nhà thờ. Ô, nhà thờ nào đẹp quá vậy ta. Đó, bên phải đó là cái nhà máy là Vinafood 1, đó là công ty sản xuất thức ăn đó, sản xuất nhập khẩu đó. Sông này cũng đẹp quá. Thôi phà bây giờ cũng từ từ gần tới rồi, mình bỏ xe dưới không ai trông. Giờ mình kết thúc video đây các bạn ha, chào các bạn nha, bye.